Em chào anh Cơ Quang và chào tất Chào cả anh em. chị em. Hôm nay lên chia sẻ thì em nói về cái vụ mà chúng nó xuyên tạc, nó muốn phá rối cái bầu cử của bầu cử đại biểu Quốc hội của ta. Thì cứ tất cả các cái năm mà khi nào mà chúng ta tiến hành bầu cử hoặc là những cái gọi nôm na là ngày hội lớn của dân tộc đó, là Họ các toàn cái thế dân lực ra. là nó tập trung vô, nó xuyên tạc để nó nhằm quấy phá cái sự bình yên của nhân dân ta. Thì chúng ta cũng thấy được rồi, qua rất nhiều clip và cũng như là các cái diễn đàn mà chống cộng thì chúng nó đều đi theo một cái con đường giống giống y nhau hết, đó là cái luận điệu xuyên tạc để phá hoại cái công cuộc xây dựng đất nước của đảng và nhà nước và nhân dân ta. Thì đây là tới tháng 5 này là chúng ta bầu cử đại 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 biểu hội đồng nhân dân các cấp, thì cái thời gian là mấy tháng độ gần lại đây là hầu như tất cả các cái diễn đàn nó đều tập trung vô chống chống phá. Và cái theo em thấy á, thì cái biện pháp của chúng á, là thường là nó xuyên tạc xuất thân của các cái Vị lãnh đạo đúng mà ứng cử đại biểu quốc hội á. không? Đấy, cũng cũng như là nó kết hợp với những cái thành phần gọi là dân chủ cuội ở trong nước và dùng cái chiêu bài là ứng cử đại biểu quốc hội, và riêng những cái thành phần đó thì lý lịch của bản thân đó, của thành phần đó, và cũng như là nhân dân sống ở cái khu vực đó là biết cái thành phần đó là thuộc dạng là bẩn bựa rồi, là thuộc dạng cũng chí phèo rồi, là chắc chắn người dân người ta sẽ không có đồng ý đấy. Nhưng mà chúng tin vào cái cớ đó là kêu là không có quyền tự do. Tức là kêu là đảng nhà nước ta nói, nhưng mà khi mà những cá nhân đó tự ứng cử thì mà tiến hành bắt bớ đó, điển hình như cái vụ mà cùng gàn rồi kể cả cái tay như Lê Chí Thành đấy, là chúng nó dùng tất cả mọi cái biện pháp. Và đối với những như anh em mình á, người dân bình thường thôi, nhìn vô là cũng đã biết đó chẳng qua là cái chiêu bài. Đó là những cái biện pháp mà hạ đẳng nhất của những cái tay mà gọi là không có kiến thức là ở nước ngoài áp dụng, cho đến những cái biện pháp nó tinh vi hơn như là những cái tay và kết hợp với cái ta cái bên YouTube của Nửa Vòng Trái Đất TV á. Đấy là hai cái thành phần đó nó kết hợp lại thì nó thể hiện cái biện pháp của nó, cách làm của nó là nó tinh vi hơn so với những cái chiêu bài của cái đám kia nhiều. Đấy, từ cả những cái anh em mình nhận diện phân biệt ra rất là rõ, cho đến như cái mang tính chất là tinh vi hơn, nó dẫn dắt câu chuyện nó đều có một cái lồng ghép hả? có cái lồng ghép ở trong đó đấy, cho nên là nó dẫn dắt người nghe từ cái chuyện này cho tới chuyện khác, và phần nhiều những cái chuyện nó đều mang cái tính thời sự, tính nổi bật, nó thu hút cái sự quan tâm của người nghe, và sau đó là nó dẫn dắt, nó lồng ghép, nó hướng lái cái dư luận, hướng lái cái suy nghĩ của mình là đồng đồng cảm với cái những cái lời nói, những cái lời nhận định của tụi nó. Thì về đây cái mà cái phân tích mà về tuyên bố của tổng thống Philippines đó thì Bùi Tùng cũng nói rồi, nhưng mà ý em ở đây đó, thì cái câu trước là tuyên bố, nhưng mà câu sau đó thì Tây Đỗ Dũng cũng phân tích cái vế sau rồi, mà cái vế sau đó là lột trần cái tính chất câu nói của cái câu, nó phủ định lại cái vế trước của cái câu nói. Tức là nếu mà Trung Quốc có thiện ý thì sẵn sàng là chia sẻ hợp tác đấy, là cái khúc sau á, cho nên là cái đó em cũng không có bàn nhiều. Mà ở đây á, về
ở đây là tập trung vô cái luận điệu của chúng nó là nó phân chia vùng miền đấy, cũng như là về cái nhân sự lãnh đạo. Thì tự nhiên cái nói về lịch sử các em cũng quên, không biết Bác Tôn quê ở đâu luôn. Nói chung là với lại chủ tịch quốc An Giang thì phải, như gần chỗ em lắm, có tượng đài ở bên Long Xuyên Bác Tôn ở An Giang á. Nghe bọn kia nói biết em quên, không biết Bác Tôn là người đâu, người miền Bắc hay người miền Nam luôn, thiệt đau lòng. Nên là như anh với Bùi Tùng cũng đã phân tích ra rồi đó. Nói chung là không thì chúng nói, nhưng mà có, anh biết sao không? Có là không phải là nó không nói, mà nó lại đi bôi xấu, nó bôi nhỏ, hạ bệ cái thành tượng hết. Đấy, cái không có mà nó có mà nó không nói thì cũng còn đỡ đi, nhưng mà có thì nó lại bôi nhỏ, nó lại xuyên tạc đó. Nó không có kiểu này thì nó xuyên tạc kiểu khác, như là chủ tịch quốc hội của mình mới hoàn thành cái nhiệm kỳ xong á, là lúc trước cũng đâu có ít là cái xuyên tạc mà về bà đâu đó, cho đúng nên rồi. Là về cái bản chất của nó là nó như vậy. Còn cái chuyện mà vùng miền đó thì đương nhiên là cán bộ làm lãnh đạo ấy, thì đương nhiên là tập thể là các đại biểu quốc hội ấy, sẽ tiến hành bình bầu lựa chọn người có tài có đức lên lãnh đạo đất nước đấy. Và riêng cũng phải hiểu thêm một cái vấn đề nữa là đối với những người cộng sản, người cán bộ xã hội chủ nghĩa, tức là không bao giờ mà suy nghĩ là ở vị trí nào hoặc là ở đâu, miễn sao đúng có rồi. Cái sự công sức của mình vào cái công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và đưa dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là được. Còn á, ở trong này á, là nó cái đám đó là thường hay là phân chia theo cách gọi là phân chia quyền lực ở ông này số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 vân vân. Chính xác. Mục đích là tạo ra cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà bọn nó nên nhớ rằng á, khi một người cộng sản chân chính, người Bolshevik, thì họ sẽ không có quan tâm là ở vị trí nào. Đấy, là người cán bộ vừa hồng vừa chuyên thì ở bất cứ một cái vị trí nào, miễn họ cống hiến hết cái sức, công sức và cái trí tuệ của mình làm thúc đẩy phát triển chế độ xã hội cũng như là nền kinh tế của đất nước, là đó là một cái niềm vinh dự tự hào đó. Cho dù đặt họ bất cứ ở vị trí nào, họ cũng đều hoàn thành nhiệm vụ đấy. Còn như cái tư tưởng của tụi nó nói như vậy, em thích nghĩ là nó ăn sâu vào đầu của tụi nó rồi. Nó cứ nghĩ là với tài năng của mình như thế này, mình phải ở cái vị trí đấy đấy. Mà vị trí có quyền sinh quyền chát, đó là cái chủ nghĩa cá nhân, cái lối sống của tư bản, chứ không phải là lúc nào cũng đặt cái tôi cá nhân của mình lên cao quá. Còn ở đây, ở trong những người cán bộ đảng viên, họ có cái sự hy sinh, cái sự cống hiến là chính, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đấy, nếu mà lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau á, thì phải hy sinh, họ sẽ hy sinh cái lợi ích cá nhân và xây dựng cái lợi ích tập thể. Đó là cái người cán bộ cách mạng, là những người xã hội chủ nghĩa là như vậy. Cho nên là về cái việc phân chia số 1, số 2, số 3, số 4 của tụi nó là mục đích nó ám chỉ, nó tạo ra cái sự mâu thuẫn. Khi cái cách gọi như vậy anh nghe hoài luôn là tự động anh cũng nghĩ anh là đang ở số mấy ở đó. Đó thành nó ngấm dành vô đó. Và hoặc là ở trong nhân dân thì cũng tạo ra cái luồng dư luận nó xấu, nó không có hay. Đó là nó mang tính chất là kích động, tạo ra cái mâu thuẫn. Nhưng mà theo Thân á, cái câu chuyện mà họ cố tình họ lái vấn đề là không có người ở trong miền Nam á, thì có phải là ý đồ theo theo góc nhìn của Thân á, có phải ý đồ là vấn đề giống như chiêu trò gọi là không biết không bầu, đúng không? Thì rõ ràng là tức là ý là câu chuyện giống như là tôi ở miền Nam và không có người nào ở trong miền Nam thì tôi đâu biết người đó là như thế nào đâu, sao tôi bầu.
Đó, đây Đúng rồi, theo anh đúng. á, đây cũng là một cái độ đẻo cán của cái thế lực thù địch ở bên ngoài nè. Đó, cũng là Thì một lúc cái trong đúng những là đang cái chiêu nó chống phá đó. tức là nó dẫn dắt, nó dẫn dắt mà là nó nói là sau đợt này là bộ tứ theo cái lời của nó là không có người nào ở trong miền Nam. Xong rồi nó lên sau khúc sau đó, thì nó nói là nếu tốt nhất đó, là không biết đó, thì không bầu đấy. Chào Thì Diễm tức là Hương. khúc trước nó đã khẳng định là người ở khu vực miền Nam này là không có người nào ở trong bộ Đà, tứ đúng đấy. rồi. Thì lúc sau đó, thì nó nói vậy thì là không biết thì mình không bầu, nhưng mà không biết đó, thì ở đây là chỉ có miệng của tụi nó nói không biết thôi, còn lại riêng mà những người cán bộ nào của đảng ta mà tụi nó không có lý lịch hết trơn. Cái bằng chứng tất cả là những cái người nào lên như thế nào đó, nó đưa cái sơ yếu lý lịch quá trình công tác của cái người cán bộ đó phanh phách còn hơn cả anh em mình nữa. Anh em mình nhiều khi còn chưa nắm rõ nhưng mà riêng tụi nó còn nắm rõ hơn nhiều, mà nói không biết là ở đây là ai không biết, ý là nó ám chỉ người dân mình không biết. Nhưng nên nhớ trước cả một cái quá trình bầu cử rất lâu ở trên các cái hệ thống loa phát thanh của phường xã là đều có nhắc tới những cái người mà ứng cử bầu cử ở địa phương đó, và tại các cái điểm bầu cử đều có lý lịch ngang và quá trình công tác của từng người giới thiệu đầy đủ từng từng dán ở ở cái khu vực bầu cử đó. Thì không biết là không biết sao, Đúng rồi. Thậm đúng chí không? mà có người đi xuống tới tận địa phương, tận gia đình để họ gọi là họ giải thích nữa, đúng không? Vì chưa công nhận không? Và cái tiếp xúc xúc cử tri cũng đều có anh đó. Vậy nếu mà một người khi quan tâm tới chính trị thì muốn không biết cũng cũng khó, anh nói thiệt. Mà nó cứ nói không biết là ý nó nói không biết là nó ám chỉ người dân của mình, nhưng mà một cách đơn giản nhất là ở ngay ở các cái khu vực mà tiến hành bầu cử đều có lý lịch chức năng của những cái người mà mình đi bầu đó. Và các cái ngày mà tiếp xúc cử tri á đều có đi gặp gỡ và đặt câu hỏi với những cái vị đại biểu mà mình sắp bầu đó, tức là mình bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng khi ông bà anh chị là được Ứng làm cử đại đắc cử, biểu thì thắng cử thì tôi có đường nguyện vọng hướng ra như là sao? người dân khu vực tôi nó đều có các cái buổi tiếp xúc Tiếp cử xúc. tri như thế đấy. Mà sao không biết là không biết ở chỗ nào, chẳng qua Đúng là rồi. cái luận điệu của tụi nó chỉ là từ cái dẫn dắt ban đầu nghe rất là hợp lý đồng tình với nó, rồi thì phút sau bắt đầu nó hướng lái cho cái suy nghĩ của mình nó sai lệch đi. Chứ thật ra mà kêu nói không biết, nó thẳng ra không biết là không có cái gì là không biết, tại vì tất cả đều có công khai ở đó hết đấy. Chính Tại xác. anh không tìm hiểu thì anh không biết thì anh đi đổ thừa người khác là cũng không được, đúng không? Mà cái đó làm công khai minh bạch rõ ràng đó, để cả cả hàng mấy tháng trời và các cái phương tiện phổ biến của cái địa phương đó đến cho các tầng lớp nhân dân tất cả mọi người đều nghe, rồi muốn đọc muốn tìm hiểu là cứ ra đến các cái địa điểm đó là có thôi. Cho nên là về kêu mà không biết không bầu thì lúc đó chỉ có tụi nó mới nói được thôi, chứ còn mà tụi nó biết là biết chắc rồi đó, nhưng mà tụi nó nói là không biết đó, đó là vậy. Còn còn cái mà về mà Bùi Tùng nói cái Biển Đông á thì em góp ý là nào, về cái bất cứ một cái luận điểm nào, tức là Bùi Tùng nói là nếu mà tại sao không mua tàu chiến này kia, cái thứ nhất á là quan điểm của đảng nhà nước ta là không có đối đầu trực tiếp là cái thứ nhất. Cái nữa là dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và đàm phán, tức là song phương hoặc là đa phương gì đó, nhưng mà trên cơ sở là hòa bình. Và cái quyên quyết duy nhất đó là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Và một cái điểm khẳng định nữa, trong tất cả các cuộc chiến không phân biệt vũ khí, cái điều quan trọng nhất là con người sử dụng vũ khí, yếu tố đầu tiên đó là con người. Thì trong cái sách lược ngoại giao của Việt Nam ta luôn luôn đề cao cái vai trò tính chính nghĩa của cuộc chiến,
tức là Việt Nam sẽ không ngại chiến, nhưng phải luôn bảo đảm rằng cuộc chiến đó mình là phe chính nghĩa. Chính nghĩa. Đấy. Đó là như vậy. Thì nếu mà hầu hết mọi người đều suy nghĩ là khi cái cuộc chiến tranh xảy ra Việt Nam sẽ thua nước này, thua nước kia, nhưng mà thực tế đã chứng minh cho biết vũ khí trang bị không quyết định tới tới thành bại của cuộc chiến, mà cái quyết định là con người. Một khi so sánh về tương quan lực lượng cũng như vũ khí trang bị, Việt Nam thì không bằng Pháp, thua xa Mỹ. Mà tại sao với vũ khí trang bị tới tận răng như Pháp, Mỹ hùng mạnh như thế, Việt Nam vẫn đánh thắng? Đó là cái nghệ thuật quân sự. Cho nên là đừng có nghĩ rằng tàu cảnh sát biển hoặc là tàu kiểm ngư gì đó coi thường, đó mới là cái chết. Đấy, cho nên là về cái nghệ thuật quân sự của Việt Nam và cũng như là cái đường lối lãnh đạo của đảng, nhà nước, cái sách lược ngoại giao, thì đối với người dân như chúng ta là nên tuyệt đối tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng. Đó là cái việc làm thiết thực nhất với mỗi người dân. À, cái khẩu hiệu mà hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh là nằm chỗ đó. Khi nào đảng, nhà nước kêu gọi thì chúng ta sẽ đứng lên, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy thôi. Rồi em xin chia sẻ tới đây thôi. Chào anh. Ok, cảm ơn Thân nha. Cũng rất là chi tiết.